một thời gian triển khai thí điểm, chiều ngày 9 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức khai trương các hệ thống thông tin, ứng dụng dùng chung của thành phố. Lễ khai trương được kết nối với hơn 600 điểm cầu tại các sở, ban, ngành, địa phương. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực, đảm bảo kịp thời, thống nhất, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính quyền thành phố, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính. Thời gian qua, thành phố đã xây dựng và đưa vào vận hành khai thác sử dụng 4 hệ thống thông tin, ứng dụng quan trọng, cốt lõi, gồm hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung, kênh tiếp nhận phản ánh ý kiến của người dân và doanh nghiệp qua ứng dụng Zalo và ứng dụng quản lý cuộc họp tại Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây được coi là tiền đề hình thành chính quyền số trong lộ trình thực hiện chiến lược xây dựng chính phủ điện tử của thành phố. Các hệ thống này đã góp phần khắc phục nhiều bất cập trước đây, hỗ trợ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính quyền thành phố, đồng thời đảm bảo sự công khai, minh bạch, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, hiệu quả dựa trên cơ sở dữ liệu và công nghệ số, đồng thời góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí.